sẽ bàn tay trái, gobo sẽ bàn tay phải, gobo sẽ chiếc đuôi to, gobo gobo gobo. Sẽ bàn chân trái, gobo sẽ bàn chân phải, gobo sẽ chiếc đuôi to, gobo gobo gobo. Gobo gobo tay ngã tay, gobo gobo tay ngã tay, gobo gobo gobo. Gobo gobo tay ngã tay, gobo gobo tay ngã tay, gobo gobo gobo. Tôi có thể di chuyển từng nhịp chân của tôi và tôi có chú gà tây để ăn. Là lê ta ơn nào ta hãy đi để ta có chú gà tây để ăn. Có bánh bi ngô và ăn uống nó say cùng mọi người thân yêu xung quanh ngồi sát vai. Sờ bàn tay trái gobo, sờ bàn tay phải gobo, sờ chiếc đuôi to gobo gobo gobo. Sờ bàn chân trái gobo, sờ bàn chân phải gobo, sờ chiếc đuôi to gobo gobo gobo. Gobo gobo tinh ngả tay, gobo gobo tinh ngả tay, gobo gobo gobo. Gobo gobo tinh ngả tay, gobo gobo tinh ngả tay, gobo gobo gobo. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa? Nói lào phải không không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa? Nói lào phải không không papa? Mở miệng ra mau, ha ha ha. Trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, làm bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bạn có biết bảng chữ cái không? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N G. Và giờ đây tôi biết A B C. Sắp tới đây bạn không ắt với tôi. A B C D E F G H I J K L M N O P Q
QRSTUVWXYNG. Và giờ đây tôi biết ABC. Sắp tới đây bạn không hát với tôi. Chúng tôi là gia đình ngón tay, ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chúng tôi là gia đình ngón tay. Cừu kêu pe pe, có bạn nào có lem? Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Đầy của ông, đầy kia của phu nhân, và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Cừu kêu pe pe, có bạn nào có lem? Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Đầy của ông, đầy kia của phu nhân, và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Có anh nông dân, có một chú chó, và bên gấu là tên chó. B-I-N-G-O, 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 và bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó, và bingo là tên chó. I-N-G-O, 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 và bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó, và bingo là tên chó. NGO, 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 và bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó, và bingo là tên chó. GO, 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 và bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó, và bingo là tên chó. Oh, 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 và bingo là tên chó. Có anh nông dân, có một chú chó, và bingo là tên chó. Và bingo là tên chó. Rồi thì kêu va va va. Người thì hì vang, hi hi hi. Lần thì kêu in, in in in. Con cụ thì kêu bé, bé bé bé. Và bò thì kêu mu mu mu. Đây là những âm thanh thú vật. Đây là những âm thanh thú vật. Gabo, gabo. Con voi kêu.
xoạc 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 xoạc. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Cu thì kêu cu 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 cu, vẹt thì kêu la 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 la, quạ thì kêu quạ 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 quạ, chim cu kêu cu 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 cu. Hamster kêu chít 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 chít, lợn rừng kêu ốt 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 ốt, con ngựa thì kêu heo heo hi heo, ngựa vàng hi hi vàng hi hi hi. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Linh cầu cười to ha ha ha, răng thì kêu swish 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 swish, khâu giò thì kêu gâu 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 gâu, cho soi thì chú lần ghi nè kêu chít chít chít, ế thì kêu ấp 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 ấp, sọc thì nghiện răng kít kít kít, và ông kêu vu 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 vu. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Hãy để tôi giới thiệu cho bạn những con quái vật yêu thích của tôi. Gặp ông Rao, ông thích đi bộ làm sao, ngồi trên tòa nhà chọc trời như thị trưởng ngồi trên cao. Một hôm ông đang ngủ thiếp, tất cả xe đều kêu bíp bíp, mọi người phàn nàn đừng chặn cầu vượt qua đừng ngủ tiếp. Gặp con quái vật yêu cơ từ Rao Angel đến Rock, vừa trông thật chung trước kia ta, xem những họ chỉ thật là cờ. Gặp con quái vật yêu cơ từ Rao Angel đến Rock, vừa trông thật chung trước kia ta, xem những họ chỉ thật là cờ. Gặp ông cao, thật khó nhìn ông làm sao, ông bóp vào chân của bạn làm bạn ngã lăn thật đau. Ông liền cười thật to đến khi gặp vợ thị trưởng, cô ngã lên người làm ông đau, ông khóc và khóc và khóc. Gặp con quái vật yêu cơ từ Rao Angel đến Rock, vợ chồng rất khung khi kia ta, xem những họ chỉ thật là khờ. Gặp con quái vật yêu cơ từ Rao Angel đến Rock, vợ chồng thật khung khi kia ta, xem những họ chỉ thật là khờ. Cô gái mà thuật, cô ấy trông thật là bực. Khi bạn cảm thấy vui vẻ, cô thích làm cho bạn khóc. Một ngày cô gặp chú Hề, cô muốn làm mất nụ cười anh ấy. Cố gắng rồi thất bại và ta không gặp cô ấy về sau. Gặp con quái vật yêu cơ từ Rao Angel đến Rock, vợ chồng thật cung kia kia ta, xem những họ chỉ thật là cờ. Gặp con quái vật yêu cơ từ Rao Angel đến Rock, vợ chồng thật cung kia kia ta, xem những họ chỉ thật là cờ. Là cuối nhưng không là ít, có cô gái nhỏ phàm ăn làm hỏng thực phẩm bạn nấu, khi ta lại có một bữa tiệc to. Và cho đến ngày hôm nay, cô nếm chiếc bánh này đây, bây giờ là người đầu bếp với tiệm bánh nhỏ riêng bên hồ. Gặp con quái vật yêu cơ từ Rao Angel đến Rock, vợ chồng thật khung khiếp khi ta, xem những họ chỉ thật là cờ. Gặp con quái vật yêu cơ từ Rao Angel đến Rock, vợ chồng thật khung khiếp khi ta, xem những họ chỉ thật là cờ. Các bạn có thích gặp nhiều quái vật hơn không? Mong sớm gặp lại các bạn.